Thưa với quý vị và các bạn, khi chúng tôi mua được chiếc xe ô tô cực đẹp về thì chúng tôi rất là vui mừng. Nhưng niềm vui ấy của chúng tôi càng vui hơn khi chúng tôi đã bán được chiếc xe cho những khách hàng mà cực kỳ kỹ tính, cực kỳ cẩn thận ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn cũng đang xem đấy ạ. Chiếc xe Mazda 3 của chúng tôi gặp được một anh khách rất là kỹ tính, rất là cẩn thận. Anh đã đi xem xe, anh đến xem xe và anh cầm sẵn đèn pin đi để anh soi. What the hell? Keo chỉ này, keo soi nội thất này, xem đến từ đến cái lốp của xe. Anh rất là kỹ tính và cẩn thận, nhưng chúng tôi bán được chiếc xe cho những cái anh khách mà kỹ tính cẩn thận như vậy thì chúng tôi càng thấy vui mừng hơn. Để bán được cho những khách hàng kỹ tính và cẩn thận thì chúng tôi phải mua về được những chiếc xe cực đẹp thì chúng tôi mới có thể tự tin bán được ra cho những khách hàng kỹ tính ạ. Đấy, khách hàng của tôi còn đi soi từng cái lốp, xem đết lốp này, xem gầm này. Rồi bây giờ thì sẽ xem về cái phần động cơ từ ốc rồi keo chỉ. Tuy là dân dùng thôi nhưng bây giờ các anh ấy đi xem xe thì không khác gì thợ luôn ạ. Thợ chúng tôi cũng chỉ soi bằng điện thoại thôi ạ. Sau xem một vòng thì anh đã ngồi và chuyển khoản đặt cọc đấy ạ. Chuyển khoản đặt cọc, đây là cái lần đầu đặt cọc. Sau đó hôm sau, anh hẹn hôm sau đến và lấy xe. Anh đã quyết định lấy chiếc xe này và anh đã thanh toán xong cho chúng tôi tiền chiếc xe này và tôi đã bàn giao chiếc xe cho anh ấy ạ. Chúng tôi luôn chúc cho những khách hàng đến với chúng tôi là vạn dặm bình an và gia đình mạnh khỏe, công việc gặp nhiều may mắn và làm ăn thì phát đạt để nhanh chóng được đổi xe nâng đời. Nếu như đổi xe nâng đời thì lại qua gặp lại chúng tôi để chúng tôi sẵn sàng mua lại những chiếc xe mà chúng tôi đã bán ra và chúng tôi lại bán cho khách hàng những chiếc xe đời cao hơn, đẹp hơn ạ. Chúng tôi luôn cảm ơn những quý khách đã luôn ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.